Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Trước mặt của mình đang để 40 triệu. Hết video, mình đi đây. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Mình là Căm Lợn và trên màn mình đang đặt 40 triệu. Chúng ta cùng nhau đánh giá cho laptop này trong video hôm nay. Thực ra là mình muốn chia tay chia sẻ mọi người thôi. Nhưng mà chẳng may trong lúc trên tay thì có tìm hiểu nhiều thứ quá, thì coi như là video đánh giá luôn. Đây là chiếc UX391 UA, một chiếc ZenBook dòng S cực kỳ cao cấp đến từ hãng Asus. Và đây sẽ là cái laptop dành cho ai? Chúng ta cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Nếu các bạn đang xem video của mình, chẳng may có nhiều học sinh sinh viên chưa có nhu cầu một chiếc laptop này, thì hy vọng các bạn sẽ tiếp tục xem kênh Sumail cho đến khi nào các bạn có công việc ổn định, ra trường làm việc này việc nọ, xong rồi lên làm mức trưởng phòng, xong rồi giám đốc. Tiếp đó các bạn sẽ hoàn toàn nhu cầu một chiếc laptop này. Bởi vì chiếc laptop ZenBook S UX391 này thực sự không phải dành cho học sinh sinh viên và những người mới ra trường, nhưng mà nó là một chiếc laptop cực kỳ thú vị mà mình rất muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Đây là một chiếc ZenBook thì đương nhiên nó sẽ có thiết kế cực kỳ sang trọng, cao cấp, rất mỏng, rất nhẹ và nhiều cái thứ hay ho ở bên trong này. Với thiết kế thì đây là một chiếc laptop series ZenBook, đương nhiên nó sẽ có thiết kế rất là sang trọng. Toàn bộ thân máy được làm từ nhôm, bao gồm cả nắp đáy, cả phần bàn phím. Tuy nhiên điện bàn phím nó rất là chắc, không hề lún tí nào. Cả viên màn hình xung quanh chỗ này sẽ làm bằng nhôm, chỗ này là nhựa thôi, cái này thì không tránh được. Chỗ này làm bằng nhôm hay sao mẹ? Mình không chắc đâu, lại cái chỗ này nó vẫn rất là cứng cáp. Chắc là nó làm bằng nhôm đấy các bạn ạ. Mình nghĩ là full nhôm chứ không phải chỗ này bằng nhựa bình thường, nó to khác. Chỗ này làm bằng nhôm, nó khá là sắc. Và nắp lưng sẽ có những đường tròn đồng tâm Gen quen thuộc của Asus và logo ở đây, logo này không mất sáng. Thì cái laptop này cực kỳ mỏng, nó chỉ mỏng có 12,9mm mà thôi. Thực sự rất mỏng và chúng ta có trọng lượng là 1kg. Cái mặt lề của nó như này, các bạn thấy nó dính, lúc mình nhắc lên nó rất khó nhấc một tay. Nhưng mà khi nhắc lên được rồi, đó, hoàn toàn thì mở được bằng một tay. Ta-da! Và nếu các bạn để ý thì khi mở lên, cái mặt lề đằng sau nó sẽ chạm xuống mặt bàn và nhấc cái thân máy lên một góc là 5,5 độ. Nó tạo cho chúng ta một cảm giác gõ phím xuống rất là nhiều. Thực sự thì cái việc nhấc cái máy này lên nó không có tác dụng gì khác ngoài việc tạo cho chúng ta một góc để gõ phím hiệu quả hơn. Nó không giống chiếc laptop Zephyrus cũng của Asus trước kia mình từng làm, thì cái kiểu nó cũng mở lên và có khoảng trống lộ ra ở bên dưới đáy máy. Nhưng mà thực ra thì chiếc Zephyrus làm như vậy để cho khí nóng thoát ra và khí mát chạy vào một cách dễ dàng hơn. Còn chiếc ZenBook S UX391 này thì chỉ có một tính năng duy nhất là để nhấc cái laptop lên cho nó có một góc để các bạn gõ máy thoải mái hơn mà thôi. Nhân tiện nói về khả năng gõ máy thoải mái thì bàn phím của chiếc laptop này cũng khá là tốt. Chúng ta có bàn phím Tangless với đèn backlit ở bên dưới màu trắng. Và thực sự thì mình thấy khá ngạc nhiên bởi chiếc laptop chỉ mỏng có 13,9mm thôi. Khá là mỏng, chưa đến 1,4cm. Nhưng mà có cảm giác gõ phím rất tốt. Cái độ sâu của nó là 1,2mm trên một nút. Và cái layout khá là ok. Có một điều duy nhất mình không thích về bàn phím của laptop này, đó là cái nút Page Up Page Down nó đã tít trên góc này bên cạnh dòng phím F. Thì giá như họ nghĩ cách nào đó, ví dụ đặt được bên cạnh nút Arrow chẳng hạn, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Bàn phím này thì có layout khá là chuẩn, cảm giác gõ tốt, rất tốt cho chiếc laptop mỏng như thế này. Thậm chí mình có thể nói rằng đây là cái bàn phím Ultrabook mà mình cảm thấy gõ sướng nhất. Và cái touchpad bên dưới có kích thước vừa phải, không nhỏ nhưng mà cũng không lớn như mình mong muốn. Chúng ta cảm thấy vân tay ở trên góc này, sử dụng kết hợp của Windows Hello để mở khóa máy. Thì cái touchpad này có cái bề mặt làm bằng kính, rất là mượt mà, rất là sướng khi sử dụng. Và cái mình thích nữa của nó, ngoài việc nó sử dụng cái driver precision ra, thì nó còn có bề mặt mịn, tất cả thao tác đều rất là ổn. Và cái nút click của nó bấm cực kỳ sướng. Cái lực khi bấm cái nút click bên dưới chuột phải chuột trái nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Và đem lại chúng ta cảm giác rõ ràng là các bạn đã bấm cái nút đấy rồi. Đại khái cái touchpad này mình nhìn ra cao và cả bàn phím chất to nữa, thì đúng nó là cái laptop hướng đến cái đối tượng làm việc. Ví dụ như các bạn chỉnh sửa ảnh Photoshop Lightroom này, xem video lướt web này, đọc báo này, hay thậm chí là làm video trên Adobe Premiere, vân vân mây mây, thì chúng ta có một cái giao diện sử dụng rất là thoải mái, từ touchpad tốt đến bàn phím tốt. Thì laptop này chúng ta có hai phiên bản màn hình, một là 4K, hai là Full HD. Nhớ đây là phiên bản Full HD, chúng ta có màn hình gọi là màn hình matte, màn hình phủ mờ giúp chống lóa. Nhưng còn nếu các bạn muốn một cái nền cảm ứng thì các bạn bắt buộc phải kiếm phiên bản 4K. Nhưng mà mình nghĩ là thị trường Việt Nam sẽ không bán phiên bản này bởi vì nó có giá cao hơn là một. Và thứ hai là khi mà chúng ta sử dụng cái màn hình có kích thước là 13.3 inch mà cái độ phân giải 4K thì cái độ dày pixel của nó quá lớn và cảm giác các biểu tượng và các dòng chữ nó sẽ quá nhỏ, nhất là khi bạn sử dụng các cái ứng dụng cần nhiều cái không gian hiển thị như kiểu là Premiere, Photoshop hay đơn giản các bạn lưu web thôi, thì cảm giác chữ và cái biểu tượng nó quá nhỏ và cực kỳ khó sử dụng. Thế nên là mình nghĩ khi mà các bạn sử dụng một tấm nền 4K thì sử dụng laptop khoảng tầm 17-18 inch, chứ còn mà laptop 14 inch hoặc 13 inch như thế này 4K thì cực kỳ khó nhìn. Nhưng mà nếu các bạn thích thì các bạn có lựa chọn đó. Thì đây là màn hình IPS LCD, độ sáng khá cao, và chúng ta có cái tấm nền với độ chính xác màu sắc là 72% NTSC và 100% sRGB. Tóm lại là màu sắc của màn hình này không gì để chê cả. Thực sự thì đây là một chiếc laptop mỏng nhẹ, tập trung cho chúng ta vào cái việc di chuyển dễ dàng hơn. Thế nên thứ mà chúng ta phải hy sinh đó là cổng kết nối. Các bạn sẽ có một cổng USB Type-C 3.1 Gen 1 đây, và hai cổng Type-C 3.1 Gen 2 bên này có hỗ trợ Thunderbolt.
Và ngoài ra các bạn có thêm một cổng nữa, đó là cổng cắm tai nghe và micro combo ở ngay cái phần bản lề màn hình. Các bạn sẽ có USB Type A, không HDMI, đương nhiên không bổ đĩa rồi, không khai thác thẻ nhớ SD hay là micro SD gì cả. Nhưng mà nếu các bạn muốn sử dụng những cái tính năng khác, ví dụ như một cổng USB Type A cỡ lớn cơ bản và một cổng HDMI chẳng hạn, thì Asus có tặng kèm chúng ta hai cổng adapter đi kèm ở trong hộp cái sản phẩm này. Là các bạn có thể cắm vào cổng USB Type C để xuất ra cổng HDMI để lấy hình trên màn hình to và máy chiếu, hoặc là cắm cái cổng USB cơ bản mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được. Nói thêm một chút về cái bản lề màn hình thì các bạn mở ra, laptop sẽ nâng lên như vậy. Thì đằng sau cái laptop này chúng ta sẽ có hai cái không biết gọi cái này là cái gì, cái đó là hai cái miếng cao su nó lồi ra đằng sau bản lề. Từ khi mở lên, đây sẽ là phần chạm với mặt bàn và chúng ta có cái logo là ZenBook Series ở đây. Ở bên cạnh dưới laptop chúng ta có loa stereo, hai cái loa hai bên. Thực sự mà nói thì đây không phải nơi lý tưởng đặt cho loa này, nhưng mà chất lượng của loa rất tốt. Về cả độ lớn cũng như chi tiết, mình khá ấn tượng một laptop mỏng và nhẹ như thế này lại có thể có loa ngon như thế. Nhưng mà cái điều đáng tiếc là nó không hất vào mặt bạn mà sẽ hất xuống mặt bàn, và nó phản âm thanh ra mặt bàn, tán nó xung quanh, thì nó sẽ làm cái âm thanh nó hơi bị bẹt đi một chút. Hy vọng rằng các cái phiên bản ZenBook tiếp theo hoặc vào bất kỳ laptop đó, Asus có thể giữ cái chất lượng loa này và cho lên mặt trên hướng vào người dùng, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà tóm lại là mình vẫn rất thích cái loa trên cái laptop ChromeBook này. Là một chiếc UltraBook rất mỏng, rất nhẹ. Không biết mình nói mỏng nhẹ bao lần trong cái video này rồi nhỉ? Chúng ta có viền hai bên và viền trên cũng khá là mỏng. Và Asus vẫn cho chúng ta một webcam ở bên trên này. Sẽ thích hơn rất là nhiều khi mà các hãng khác họ làm viền mỏng, thậm chí là viền trên chưa phải là mỏng lắm, nhưng mà webcam thường đặt ở bên dưới. Gần đây mình có xem một số cái video về một số mẫu laptop mình cũng nhắc tên trong video này. Nó đặt webcam hoặc là góc này, ở giữa chỗ này, hoặc thậm chí có một chiếc laptop, có lẽ các bạn cũng biết là laptop nào, đặt ở trong nút của bàn phím, bấm là nó lồi là webcam lên. Thì lúc đấy thì các bạn sẽ hoàn toàn tự tin khi mà khoe lỗ mũi mình cho người chat video call với bạn. Thì rất may là chiếc ZenBook UX 391 này nó làm webcam ở bên trên này. Nhưng mà cái đáng tiếc là webcam nó chỉ độ phân giải là HD 720p mà thôi, và cái chất lượng thì khá là tệ. Các bạn có lẽ rằng là sử dụng cái này để thể hiện rằng mình có mặt trong cái cuộc gọi video call nào thôi. Bên trong nội tạng của laptop này chúng ta sẽ có chip Core i7 Cambridge R thế hệ thứ 8, đó là chip i7-8550U, đó là bên trong laptop mà thôi. Còn mình cũng không chắc là các phiên bản khác như thế nào, đây là phiên bản 40 củ khoai lang. Thì ngoài chip i7 ra chúng ta sẽ có 8GB hoặc 16GB LPDDR3. Các bạn sẽ có ổ SSD SATA 3 bên trong này. Thì phiên bản của mình đang có là SSD 512GB. Các phiên bản khác như thế nào thì mình để link dưới phần mô tả video Alpha PC đang có bán cho laptop này. Các bạn có thể tìm hiểu các phiên bản khác như thế nào. Mình có sử dụng qua một số ứng dụng văn phòng, lướt web, xem video vân vân, thì mình nhận ra một số điều khác như sau. Thứ nhất là thậm chí mình còn nghĩ rằng đầu tiên là nó không có quả, bởi vì nó chạy khá là yên tĩnh, rất là mát mẻ. Toàn bộ phần bàn phím này rất mát. Cho nên mình sẽ nói thêm sau. Thì mình mới băn khoăn rằng không hiểu là chơi game mà stress test là sẽ như thế nào. Ở giữa góc này dành ra không phải chơi game, thậm chí chúng ta còn không cả đồ họa rồi, chúng ta chỉ có HDMI graphic on board thôi. Thế thì mình mới thử rằng stress test là xem như thế nào, mặc dù người ta dùng chả bao giờ sử dụng ứng dụng nặng như vậy đâu. Thì mình đã tải iDAS64 về và stress test cái laptop này. Lúc đầu tiên mình stress test mình mới để ý rằng là tại sao mà full load từ nãy giờ rồi mà nó vẫn mát mẻ như thế. Mình kiểm tra chế độ chỉ loanh quanh 5-6 độ, và cái CPU cũng ghi là dưới là đã load 100% và không hề bị tụt xung gì cả. Hóa ra là cái dụng quạt fan nó ở trong góc này này, nó đã bật sẵn lên từ đầu rồi, và nó giảm xung của CPU đi, cũng như làm cho quạt chạy nhẹ nhàng êm ái hơn. Thì khi mình bật cái dụng quạt fan đấy, nó ghi là quạt fan on stress at IDA, thì xung nhịp chỉ loanh quanh từ 1.5 đến 1.8 GHz là tối đa, không bao giờ lên đến được 2 GHz, nó luôn luôn ở dưới mức 2 GHz, thậm chí dưới cả base clock của cái CPU này. Thế mình nghĩ rằng có lẽ là do cái ứng dụng Quiet Fan đây, nên là mình tắt cái Quiet Fan đi, mình test lại IDA một lần nữa. Lúc này mình test thì xung nhịp CPU lên cao rất là nhiều, và lên tối đa sẽ khoảng tầm 2.8 GHz. Lại đặt lại một câu chuyện là mặc dù đã tắt Quiet Fan rồi, tức là chạy tối đa công suất rồi, nhưng mà chỉ lên được dưới 3 GHz mà thôi, trong khi cái boost clock tối đa của cái CPU này có thể lên được 4 GHz. Nhưng mà có lẽ rằng là cái nhiệt độ khi mà test IDA mà tắt cái Quiet Fan đi rồi, xung nhịp lên rất là cao, lên được 2.8 hay 9 GHz đó, thì nhiệt độ nó đạt khoảng tầm 80 đến 90 độ C. Thế nên là có lẽ đó là lý do tại sao mà cái boost clock của laptop này không thể lên được cao hơn nữa. Chiếc laptop này đã làm giảm xung nhịp của nó đi. Thực sự thì mình không gặp phải vấn đề khi mà sử dụng laptop này, bởi vì cái laptop chạy hoàn toàn êm ái, quạt chạy rất yên tĩnh. Nếu mà Asus muốn, họ hoàn toàn thể cài đặt phần mềm cho laptop này như thế nào đó để tăng tốc độ quạt lên nữa, làm mát nữa để có thể đạt được xung nhịp cao hơn. Nhưng mình thấy không cần thiết. Khi mà cái độ ồn đạt mức vừa phải, laptop chạy rất yên tĩnh và mát mẻ. Toàn bộ phần bàn phím nó không bị nóng. Cái chỗ duy nhất có khi nóng nó sẽ là loanh quanh phần bản lề này, và là cái chỗ mà các bạn không bao giờ chạm tay vào. Thì mình thấy đây là một cái biện pháp tốt của Asus, mặc dù có một con chip mạnh và chạy ổn định, nhưng mà chúng ta lại không bị làm phiền bởi tiếng ồn mà không bị nóng.
Về thời lượng pin của chiếc laptop này thì chúng ta có viên pin là 50Wh, 4 cell nằm bên trong. Một chiếc laptop rất là mỏng và nhẹ như vậy mà chúng ta vẫn có thời lượng pin khá là đáng nể. Theo công bố của nhà sản xuất thì thời lượng pin tối đa đạt được trên laptop này là 13 tiếng rưỡi. Nhưng mình phải nói thẳng các bạn luôn, đấy là xạo đấy. Bởi vì khi mà test thực tế sử dụng màn hình độ sáng khoảng tầm 60%, đèn backlit on, thì chúng ta chỉ đạt được loanh quanh 7 tiếng rưỡi là tối đa thôi. Thì các bạn hoàn toàn có thể mong đợi một thời lượng pin sử dụng rất tốt cho cái laptop này, nhưng mà nghĩ rằng không bao giờ đạt được con số như cái nhà sản xuất công bố đâu. Ngoài ra chúng ta sẽ khả năng fast charge các bạn sử dụng bất kỳ cổng USB Type-C nào trên cái laptop này và sử dụng cục sạc đi kèm, có khả năng sạc rất nhanh. Nếu mình không nhầm là 49 phút thì sạc được 60%. Tóm lại là khá là ấn tượng và nó là laptop mỏng và nhẹ như vậy. Thì đại khái tóm lại cái video này chúng ta có gì? Chúng ta có laptop cao cấp. Không thể nói như vậy, laptop cao cấp. Toàn bộ vỏ hầm từ nhôm với khả năng chống sốc tiêu chuẩn quân sự, đã từng được thả rơi, được đè vật nặng lên, được test ở nhiệt độ cao, ở nhiệt độ thấp, vân vân mây mây. Đại khái nó sẽ rất là bền. Cái này thì các bạn có thể làm rơi thoải mái, nhưng mà rất là mình không làm rơi đâu, bởi vì đây là hàng đi mượn. Các bạn sẽ có độ mỏng 12.9mm, trọng lượng rất nhẹ chỉ 1kg, màn hình 13.3 inch, chất lượng tốt, độ sáng cao, giải màu 100% sRGB. Các bạn có một bàn phím tốt, bởi vì rất ấn tượng luôn, bấm khá là sâu và do nút. Touchpad cũng tốt, có cả bể vân tay, có thời lượng pin tốt, có loa ngon và một thiết kế cực kỳ cao cấp. Không biết là các bạn còn muốn gì nữa trên laptop này. Nếu mà các bạn muốn nhiều cổng kết nối thì có lẽ đây sẽ không phải laptop các bạn mong muốn, bởi vì nó chỉ có cổng USB Type-C thôi. Nếu các bạn muốn nhiều cổng kết nối hơn như cổng cắm thẻ nhớ, muốn cổ đĩa, muốn có vân vân mây mây thì đây sẽ không phải laptop các bạn mong muốn, và nhận diện webcam của laptop này khá là tệ. Tóm lại, nếu có tiền thì các bạn có mua laptop này không? Mời anh em bình luận bên dưới. Và đây là chiếc UX391 UA, một laptop dành cho doanh nhân thực thụ, khá là đẹp, khá là mỏng, khá là nhẹ. Và không biết các bạn cảm thấy cái video này như thế nào. Nếu thấy hay thì thú vị, nhấn lại một like và bấm subscribe bên dưới. Và các bạn muốn xem thêm video gì khác về laptop, về PC, về smartphone hay là về bất kỳ vấn đề gì, mời các bạn bình luận ở bên dưới. Laptop này các bạn hoàn toàn thể tìm link ở bên dưới phần mô tả video. Alpha PC đang mà theo laptop này. Còn bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại trong các video khác.